Này làm mấy dừa kỹ nha, mới rút bầu nè, bầu xong giờ rửa, rửa bầu xong rồi mình sẽ rửa đẹp không bạn, rửa quá đẹp luôn nha, đó rửa bầu, đục quá cái dừa đẹp kinh khủng, này mình trồng cũng được khoảng 3-4 tháng rồi nè. Và qua mình chẻ ngọn đi phạm nè, phạm đọt đó, bây giờ chuẩn bị rửa đất xong cái vô chậu nha, sơn gáo đó, cái này là cái bước cuối cùng để thành phẩm một cây dừa kiển bonsai nha các bạn. Các bạn nào ở nhà có dừa kiển làm trơn nha các bạn, đẹp lắm. Dừa này giá trị không biết nó cao hay không nhưng mà khá là đẹp đó các bạn. Nè, bữa cắt rễ giờ nó lú tược, lú loại khác này, để nhỏ không. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Cái này nó yếu nè. Cái gáo dừa với cái thân dừa nó yếu cho nên mình phải cẩn thận để thôi nó rụng nha các bạn, nó rụng một cái là bị bụi luôn á. Rồi sạch sẽ để thắng phao. Yếu ghê ta, yếu mà nhìn thấy hay không dám rửa luôn các bạn, lung lay lung lay, yếu quá. Trồng phải đỡ thêm mới được, đỡ thêm cái cây cắm đỡ cây gáo lên hơn, rụng một cái là bị bụi luôn á. Cũng công nuôi mấy tháng trời nha các bạn, quá đã cái dừa tuyệt vời một tờ. Rồi bây giờ thì rửa xong á cái mình đi vô mình cây này chắc nè, dừa này quá đã luôn các bạn. Wow, khá đẹp. Rồi đi vô các bạn. Đây cái dừa bonsai rễ thắng bách luôn. Rễ thắng bách luôn nha các bạn. Giờ mình đi vô mình đánh nhái nhám, mình sơn gáo. Đây. Để cho nó khô cái gáo này một xíu. Gáo ghê mình lấy nhái nhám mình đánh nha. Rồi. Mình để đây đi. Để đây cho nó khô một xíu ơi. Quá đã luôn nha các bạn. Nói chung hai cây dừa này giá trị cũng khá ngon á. Này trước hết là mình phải tỉa những cái rễ hồi bớt nha, để nó thừa rễ quá cũng không đẹp nha. Đây, mấy rễ này nè, mấy rễ rễ thừa nè các bạn, kéo để mình dị ra đánh dao đi, tỉa mấy rễ thừa bớt. Để mấy rễ thừa nè, để xong cái bình sơn.
Quá đã, ăn bóng luôn. Bóng mồng. Đẹp quá bạn ơi. Đó, đã chưa? Các bạn thấy chưa? Thành quả đó. Mấy chục năm gầy công các bạn ơi. Chứ không phải là mới đó nha. Này mình làm sạch sẽ cái mình sơn lên các bạn. Thì nói chung là tạm mày các bạn. Để đi đi. Tới tái kia. Hai tái lận. Cái này hơi yếu nha các bạn. Gọt hết mấy cái này nha. Thì những cái clip trước á mình có làm là cách mình ương á, thì các bạn có thể là xem cái video trước nha. Cái đây là mình ương xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình lên chậu, sửa gáo lên chậu nha các bạn. Nói chung mình làm chơi thôi, thì có nhiều anh em ta làm số lượng nhiều quá, làm đẹp lắm. Mình làm hai tái mình chơi. Anh em nào mà không muốn mình mua, đi mua xách tiền đi mua, thì anh em có thể là lấy dừa ở nhà tạo cho tự tay mình tạo cho ra tác phẩm. Nhiều khi nó mình thích hơn cái mình đi mua các bạn. Mua thì nó dễ, ai cũng mua được hết các bạn. Quan trọng là làm mình tự mình làm mình chơi nó mới hay các bạn ha. Mình làm nó công sức của mình đó, chứ mua thì xách tiền đi mua mấy hồi các bạn. Bữa mình mua cái sơn bóng, sơn không biết mua, mình kiếm có mà
mua luôn cái sơn màu cánh gián các bạn. Để tí mình sơn lên ha, xem màu đó nó thế nào à. Màu nó chắc sơn lên chắc nó nhìn nó đỏ các bạn. Tại màu cánh gián mà màu giả gỗ. Sau cái video này, bạn nào thích cái ví dụ bonsai này comment với phần video liên hệ mình. Nếu được giá mình để lại cho bạn giao lưu với bạn luôn nha. Làm cây khác. Giao lưu với bạn mình làm cây khác luôn. Cây này là mini nha các bạn. Gáo mini rất là đẹp. Cây dừa sim nè. Một hồi nữa lên thành phẩm thì các bạn mình sẽ quay các bạn xem, nếu được giá thì mình giao lưu các bạn luôn, thì các bạn comment dưới phần video nha. Thì cây này là dừa mini. Thì là hết video này, hãy comment like giúp mình nha. Mình làm thêm những cái clip khác nữa các bạn, chứ làm video mà quay không có like không có subscribe gì cơ, gì sao lần sau mình làm nữa các bạn. Ai cũng vậy các bạn, phải có một cái tinh thần gì đó người ta mới làm các bạn. Này nó hơi lắc nè các bạn, nhớ cẩn thận là nó yếu lắm nè, cái gáo của nó là nó do cái mọng dừa của nó nè, thấy nó dính có miếng có xíu rồi nó gãi này rồi nó sức luôn á, là nó hết đẹp luôn cái dừa luôn á. Thì trong lúc mình làm á, mình để ý cái đó, nhẹ tay với cái cuốn nó nha. Thì sau này á, nó ra ngoài không khí, nó ra ngoài ánh sáng vậy, nó bị nó già nó cứng lại thì mình không có sợ nữa. Hôm nay mình mới đào lên mới gã bầu nó thì nó nha, kiểu mà nó hơi yếu các bạn. Giờ mình cắt thêm cái rễ này. Mấy cái rễ này là nó rễ cám nè. Cắt bỏ luôn. Cái rễ này nó bù xù khó chịu, không đẹp. Sau khi mình lên chậu xong hết thì mình tưới dưỡng rễ cho nó lại, cho nó ăn rễ lại. Rễ này hơi non, mình lên sớm quá. Cái này phải để ít bữa nó, ít tháng nè. Rễ này nó già lại đây. Lên nó chắc cú hơn.
thì một hồi nữa mình vô chậu thì mình cho các bạn xem nha cái cách nữa. Thiếu cách đó là nó bị hư bộ rễ luôn các bạn. Bạn phải lấy miếng vải quấn cái rễ lại cho nó ấm cái rễ ra, khi mà nó thích nghi với cái môi trường xong thì mình sẽ ít bữa khi nào mà nó tỉnh nó hồi lại thì mình sẽ tháo vải ra nha các bạn. Chứ nào các bạn để cái rễ vậy luôn là nó bị cháy rễ luôn á. Mấy cái rễ sau hơi xấu tại vì lúc mình cắt mình bỏ nè. Rồi nói chung tạm thời vậy đi, mình còn sơn nè tùm lum hết thân à, sơn chắc đợi nó khô quá chứ giờ còn ướt mà sơn nó không dính nè. Ok, hai tát. Rồi giờ mình đi sơn các bạn ơi. Đi sơn thôi. Nước sơn. Đây nước sơn là cánh bán. Bấm cánh dán lấy ra chừng một miếng nè. Mình sơn chắc tầm 2 nước cho nó sơn tầm 2 nước cho nó dày xíu. Mình sơn nè, sơn nó cũng đơn giản lắm.
bóng với lại nó không chống nước ráo các bạn. Thì mai mốt nó mình để được nó giữ cái ráo lâu hơn. Mình sơn cước mình trồng xuống sao cũng được, cho nó rồi sơn ha. Quá đẹp. Sơn xong nó khô cái mình vô chậu. Bấm ghê. Mài chưa kỹ nè, còn sơ còn sần sờ. Bạn nào mài trên láng thì sơ nó bóng đẹp hơn. Mình mài mới sơ sơ nên mình sơn luôn, không có được đẹp lắm. Sơn cánh gián này đỏ quá, mất gân hết rồi bạn. Đó, một hồi khô cái mình sơn lại nước nữa nha. Rồi, giờ cho mình để xuống đây đỡ. Rồi khô cái mình sơn nước nữa. Sơn tay hai. Đẹp không? Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Bóng mập à. Đó, thì các bạn làm đơn giản thôi. Đơn giản mà đẹp. Rồi chọn một hồi nó chọn cho mình cái chậu đẹp đẹp á. Các bạn vô. Tuyệt vời luôn.
cái lá này nó mình phải tắm cái lá là sơn nó mới được. Chết rồi, lại gớt xuống nền quá trời rồi. Màu cánh dáng này khá là đặc quá. Các bạn mua cái sơn bóng đó, bóng trắng mà. Cái này nó đặc quá, nó nhìn nó không đẹp lắm. Ok, một hồi nữa mình sơn là một cái lớp mỏng mỏng nữa cho nó dày. Đó. Thế là xong. Rồi các bạn, tí nữa mình sơn lại một lớp nữa nha. Rồi vô chậu thử các bạn ơi. Đó, trồng nó cao cao lên nè. Ok rồi, ok. Đó, mình bỏ chậu vô thôi. Đó, giá thể vô. Khá là đẹp luôn. Ok các bạn, xong rồi nè. Wow, quá đẹp. Vừa bonsai. Cả thấy xanh thế nào nha. Quá tuyệt vời.
quan trọng là cây dừa này các bạn, cây dừa này quá đã. Hai em mây nở chân dài quá đã luôn. Xịt gót 2 vô dưỡng rễ nha các bạn. Dưỡng rễ cho nó ra rễ nha các bạn. Ướt đẫm luôn, cho nó gút xuống. Ok các bạn, thì sau khi mua quá trình cây dừa lúc đầu á thì nó ghê gớm lắm các bạn, bây giờ thì nó thành mỹ nữ chân dài nha các bạn. Quá đã các bạn ơi. Đó. Mỹ nữ chân dài các bạn ơi. Mình quay cho các bạn xem nha. Đó. Sau một hồi là mình đã gọt dũa rồi thẩm mỹ viện cho nó phẫu thuật rồi tùm lum hết đang thì kết quả là rất là đẹp các bạn, mỹ nữ chân dài luôn nha các bạn. Hai mỹ nữ này khá đẹp luôn các bạn, mỹ nữ xứ dừa nha các bạn. Wow, tuyệt vời các bạn ơi. Đó, cái này là mình bỏ gieo vô nè, cái này là gieo nè các bạn, gieo nó mọc dưới mấy cái đất nè, đó nó mọc như mấy cái nền nhà nè, tại mưa nó mọc nhiều lắm các bạn. Đó, mình sẽ nè mình mới vô nè, nó đậy lên cho nó mát, rồi một hồi nữa mình sẽ tưới hút dưỡng rễ cho nó, rồi mình đem vô mát mình để khoảng 1 tháng 2 tháng là nó wow, 1 tháng 2 tháng nữa là nó thành tuyệt vời nha các bạn, hoa hậu luôn nha các bạn. Thì bây giờ nè mình sẽ sơn, mình sơn móng mới một lớp à, thì một hồi nữa mình pha xăng mình sơn thêm một lớp nữa nè, nhìn nó bóng mộng luôn. Và bây giờ thì kết quả của cây dừa thì như thế này. Đây, quay trên xuống cho các bạn xem. Đó, cây dừa khá đẹp luôn. Gọt dũa từ trưa giờ các bạn. Thì bonsai dừa thì nói chung là cũng khá là đẹp. Thì đam mê là cho những người bạn nào mà thích chơi cây dừa kiển nè. Đó, các bạn nhìn thấy nó bắt mắt liền thấy không? Có một cái chậu để trước nhà là vô là bắt mắt liền các bạn. Quá đẹp luôn, bộ rễ nó thì tuyệt vời luôn các bạn. Đó. Bộ rễ này mình nuôi cũng mấy tháng á, 4 tháng các bạn. 4 tháng thì nó ra thế này thì rễ nó chưa nhỏ, cọc là bớt nè. Đó. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Mỹ nữ chân dài nha. Quá đẹp. Rồi bây giờ thì các bạn nào thấy video này hay và hữu ích, đăng ký kênh, like và đặc biệt là hãy để lại một comment ở dưới phần video nha các bạn, nếu thấy cái tái dừa này đẹp. Rồi bây giờ thì chào các bạn nha, hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Quá tuyệt vời.